Nguyên ngày nay tôi bị bỏ đói, đâu có ăn gì đâu, uống nước muối à. Sợ quá à. Mình muốn chị với má của mình. Đừng có sợ. Má mình dạy á, khi mà đối đầu với nỗi sợ thì mình mới dũng cảm lên được. Vì sợ cho một cái cảm giác thôi. Giống như bây giờ nè, mình cảm thấy hết đói rồi, thế là mình không còn sợ nữa. Bạn nhắc á, là làm giờ nha, không những mình khác mà mình còn đói bụng nữa. Mẹ này, ồn ào nữa, dặn cổ từng đứa nghe chưa. Không sao đâu, đừng có sợ mà, mẹ yên tâm đi, má mình chắc chắn sẽ tới để cứu mình mà.